quý vị, vừa qua, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia hội nghị giám sát trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri còn có ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xác định được trách nhiệm tầm quan trọng của việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm, giải trình và xử lý các kiến nghị của cử tri. Qua đó kịp thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 28 kiến nghị, trong đó có 20 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm, 8 kiến nghị đang tiếp tục được giải quyết. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành chuyên môn đã tập trung làm rõ giải quyết các kiến nghị của cử tri. Nội dung các kiến nghị liên quan đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế xã hội trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, các loại vaccine tại các bệnh viện và cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng khám chữa bệnh theo bảo hiểm xã hội. Liên quan đến các lĩnh vực y tế, đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết, từ tháng 11 năm 2023, các bệnh viện và trung tâm y tế đã thực hiện xong tất cả các gói thầu mua thuốc, nên bảo đảm cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Đối với gói thầu tập trung cấp địa phương trong tháng 12 năm 2023, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu là 24 tháng, nên sẽ bảo đảm cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh đến hết năm 2025. Về cung ứng vaccine trong tiêm chủng mở rộng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2, Viện Pasteur có 3 lần phân bổ vaccine tiêm chủng mở rộng, trong đó tỉnh được phân bổ 9.800 liều vaccine BCG Lào, 15.000 liều vaccine BOPV Bại Liệt, 8.000 liều vaccine sởi, 7.400 liều vaccine sởi rubella, 10.250 liều vaccine uốn ván, 9.155 liều vaccine viêm não Nhật Bản, 5.200 liều vaccine viêm gan B, 11.400 liều vaccine DPT, bạch hầu uốn ván ho gà. Vì vậy, tình trạng thiếu vaccine dùng trong tiêm chủng mở rộng được giải quyết do đã được Bộ Y tế cung ứng đủ. Ngoài ra, các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống kinh tế xã hội như không gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án khu C, khu đô thị Chí Linh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực này, lộ trình tiến độ thực hiện dự án nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, về khu công nghiệp dầu khí Long Sơn bị quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống quanh khu vực này, dự án lòng đường khu đô thị Mỹ Xuân, công tác kiểm kê bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án Sonadesi, giá mua nhà ở xã hội quá cao nên người dân khó tiếp cận. Những ý kiến kiến nghị này đều được các sở ban ngành, đại diện lãnh đạo các địa phương có liên quan giải trình báo cáo cụ thể tại hội nghị giám sát. Về đường và kè thì liên quan đến 344 hộ. Thì đến nay thì là còn khoảng 20 hộ nữa. Thì là phường 5 thành phố Vũng Tàu kết hợp với các ban ngành đoàn thể tiếp tục đi vận động dân. Và là chủ đầu tư cũng đã tổ chức các cái đội để mà tháo dỡ, để hỗ trợ cho dân tháo dỡ và vận chuyển gọi là vật dụng ở trong nhà của các hộ dân ra khỏi cái mặt bằng đã được thu hồi. Thì dự kiến thì toàn bộ các cái hộ dân này, khoảng gần 20 hộ dân, từ nay đến 30 tháng 5 hoàn thiện mà để đổ cái vật liệu nạo vét tại cái cù lao kênh Bến Đình, thì theo thiết kế thì cái mặt bằng này cần 58 hecta. Đến nay là thành phố Vũng Tàu đã bàn giao cho chủ đầu tư là gần 22 hecta. Cái mặt bằng này thì chủ đầu tư đã tổ chức quay lại và đổ toàn bộ các cái vật liệu nạo vét cái kênh đối lưu lên thì đã đầy. Thì hiện nay thì còn 36 hecta nữa, thì kính đề nghị thành phố Vũng Tàu tiếp tục bàn giao cho chủ đầu tư để chủ đầu tư là làm cái công tác nạo vét kênh chính và một phần kênh đối lưu còn lại. Thì sau khi khởi công
thì dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9, toàn bộ tháng 9 năm 2026. Kính thưa đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh, kính thưa quý đại biểu Hội đồng dân tỉnh, các đồng chí tham dự cái hội nghị ngày hôm nay, thì theo yêu cầu của đồng chí chủ trì, thì đối với cái cử tri mà phản ánh các cái nội dung này thì tôi xin báo cáo tóm lược lại có 4 cái nội dung mà cử tri đề nghị. Thứ nhất là không cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với khu C của dự án trung tâm Chí Linh và nhanh chóng tạo điều kiện cho 600 hộ dân ở được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Cái nội dung thứ hai là xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại khu C. Dạ. Chắc là xin phép là đi vào chi tiết từng cái nội dung luôn. Thì xin báo cáo với đồng chí chủ trì thì đối với nội dung thứ nhất, kiến nghị của cử tri á, là đề nghị là không cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án khu C của cái dự án khu trung tâm này. Thì xin báo cáo đồng chí chủ trì với các đại biểu và các đồng chí dự họp thì đối với cái dự án này thì đến năm 2023 thì đã hết cái thời hạn để thực hiện, và hiện nay thì Sở Kế hoạch Đầu tư đang chủ trì để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cái việc là có tiếp tục gia hạn nữa hay không theo cái quy định của Luật Đầu tư 2020. Và vừa qua thì vừa cũng xin báo cáo thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đã lấy ý kiến tiếp tục ở các cái sở ngành, trong đó có Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và thành phố Vũng Tàu, để tổng hợp lần cuối các cái nội dung này để đề xuất với Ủy ban tỉnh là có tiếp tục gia hạn cái dự án đã chậm triển khai và kéo dài này hay không. Thì xin báo đến nay thì cái nội dung này thì Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đang làm, và cái nội dung này chính là cái vấn đề mấu chốt hiện nay mà cử tri rất là bức xúc. Và để giải quyết tiếp ba cái kiến nghị tiếp theo thì cũng báo xin tiếp theo, đó là cái qua cái kiến nghị, cái nội dung thứ hai của cử tri đó là xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại khu C do nhiều lần gia hạn nhưng không khả thi. Thì cũng xin báo cáo trong cái dự án này nó có 4 cái góc tương ứng là ABCD. Thì đối với cái khu C này hiện giờ đang vướng cái bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như các vấn đề liên quan, thì nó lại nằm trong cái việc gia hạn cái chủ trương thực hiện tiếp tục của dự án. Thì muốn xóa bỏ hay là điều chỉnh quy hoạch này lại phụ thuộc vào cái việc có tiếp tục gia hạn thực hiện hay không. Cho nên với trách nhiệm của ngành ở đây thì chúng tôi lại phụ thuộc vào cái việc là gia hạn cái dự án này. Nếu việc gia hạn mà cùng với thành phố đảm bảo cái điều kiện để giải phóng bằng được cái khu C thì sẽ tiếp tục thực hiện theo cái quy hoạch 1/500. Còn trường hợp mà ngược lại thì phải điều chỉnh hoặc là thực hiện cái việc hủy bỏ cái quy hoạch 1/500 đối với cái ô cái 1/4, cái góc 1/4 khu C này theo quy định. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã chuyển thông tin đến là chủ đầu tư và Ủy ban thành phố Vũng Tàu đã xác định là 15 lô này đủ điều kiện chuyển nhượng. Việc còn lại là việc hợp đồng, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư và các hộ có ở trong 15 lô này. Còn lại 14 lô thì đến thời điểm cách đây mấy tháng thì Sở Tài nguyên Môi trường đã xác định là không đủ điều kiện chuyển nhượng, do là cái hạ tầng ở đây chủ yếu là hạ tầng kỹ thuật là không đảm bảo, do đó là theo quy định thì không đủ điều kiện. Thì cái này thì thuộc trách nhiệm về chủ đầu tư cũng như là cũng đã kiến nghị là Ủy ban thành phố Vũng Tàu xem xét đôn đốc chủ đầu tư tiếp tục thực hiện cho nó đảm bảo đủ điều kiện. Kết luận tại hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả xử lý các kiến nghị cử tri của các sở ban ngành, đồng thời nhấn mạnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, không chỉ để chuẩn bị tốt cho các buổi tiếp xúc cử tri vào giữa tháng 6 tới, mà còn là cách để cử tri thấy được sự tôn trọng nhân dân của đại biểu dân cử. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần nắm chắc tình hình kiến nghị phản ánh của cử tri trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tập trung giải quyết những vướng mắc bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tiếp nhận các kiến nghị một cách chính xác và làm rõ các kiến nghị theo đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri, quan tâm hơn đến các chính sách ưu đãi, thụ hưởng của các cử tri, cùng với đó tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành chuyên môn trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. So sánh lại với toàn bộ số ý kiến cử tri mà đặt vấn đề với lại chính quyền của chúng ta các cấp ấy, thì rất là lớn, rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy được cái sự nỗ lực của các cấp, nhất là cấp xã và cấp huyện trong thời gian qua, các đồng chí làm rất tốt cái vai trò
tiếp dân, giải quyết khiếu nại kiến nghị của người dân, rồi các đồng chí nâng cao chất lượng cái tiếp xúc cử tri ở cơ sở, giải quyết các kiến nghị của cử tri mà thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đó là cấp xã và cấp huyện. Báo cáo với anh Vinh là tôi theo dõi tình hình ở các huyện á, thì các đồng chí làm rất tốt cái việc này, cho nên cái áp lực mà chuyển các cái tồn tại, các cái kiến nghị còn lại đưa về tỉnh á, so với các nhiệm kỳ trước là ít đi rất nhiều. Cho nên đề nghị các đồng chí là tiếp tục phát huy với cái tinh thần làm việc nỗ lực này. Và tôi cũng mong rằng là trong cái thang bảng điểm để đánh giá lại công tác cải cách hành chính và các cái giải quyết thủ tục cho người dân hàng năm á, thì Sở Nội vụ các đồng chí cũng có thể nghiên cứu thêm để đánh giá cái nội dung này, để đánh giá xếp loại cho các huyện, để công nhận được các huyện rằng là có sự nỗ lực rất là lớn, để chúng ta thấy được cái vai trò trách nhiệm để đại biểu dân cử ở chính quyền ở cơ sở, và cũng như trách nhiệm của các lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở cấp xã và cấp huyện trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này. Cá nhân tôi thì qua theo dõi tình hình, tôi thấy các đồng chí làm rất là tốt, đề nghị các đồng chí phát huy. Của hầu hết các cái giải trình á, của các sở ngành thì ngày một tiến bộ rất nhiều, và trong đó có những cái sở là các đồng chí đã nhận rõ cái trách nhiệm của mình, và các đồng chí nói rõ lộ trình, rồi thời gian, rồi công việc sắp tới các đồng chí làm. Tuy nhiên đối với kiến nghị cử tri, đó là nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng, là chúng ta bám sát vào cái yêu cầu của cử tri để chúng ta trả lời cử tri nó đi sâu, đi sát và đúng cái nguyện vọng của cử tri hơn. Đối với các kiến nghị phản ánh còn vướng mắc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị đôn đốc xử lý dứt điểm, tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng hiệu quả việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị, không để tình trạng kéo dài làm cho cử tri phải kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng trong nhiều năm cho một kiến nghị. Thưa quý vị, vừa qua thực hiện chương trình tiếp công dân định kỳ, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Trần Văn Vui, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm tổ trưởng, đã có buổi tiếp công dân phường 1 thành phố Vũng Tàu. Tham gia buổi tiếp công dân còn có đại diện lãnh đạo thành phố Vũng Tàu và lãnh đạo địa phương. Tại buổi tiếp công dân, cử tri phường 1 kiến nghị đến tổ đại biểu 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo thành phố Vũng Tàu quan tâm, tháo gỡ khó khăn và sớm có giải pháp cho việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 110 hộ dân đang sinh sống tại chung cư số 1 Trần Nguyên Hãn, phường 1 thành phố Vũng Tàu. 2006, từ tháng 6 2016 và đến thời điểm này là 18 năm rồi và vẫn không thể làm được chủ quyền nhà để cho các hộ dân. Thì khi mà tôi được biết là qua các thời kỳ ban quản lý chung cư các cũng có cố gắng để hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, nhưng mà đến thời điểm này thì ngoài cái quyết định bán nhà của ban đốc công an tỉnh ra thì các hộ dân ở chung cư này vẫn chưa thể có được cái giấy chủ quyền nhà. Dạ vâng, thì không ngờ được tôi có ý kiến thì thực sự là với người dân ấy, thì rất là khó khăn, cho nên xin phép là nhờ Ủy ban Nhân dân phường cũng như là Hội đồng Nhân dân có ý kiến với các cấp lãnh đạo trong thành phố để hỗ trợ người dân xem là người dân có còn thiếu những thủ tục nào để hoàn thành. Các kiến nghị của cử tri phường 1 được cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương trao đổi và làm rõ tại buổi tiếp công dân về các vấn đề mà cử tri kiến nghị. Liên quan đến nội dung kiến nghị của các hộ dân mua bán lại chung cư số 1 Tân Nguyên Hãn, liên quan đến cái dự án này thì do công an tỉnh là người xây dựng cái chung cư này, và để hoàn chỉnh các cái thủ tục giữa sở xây dựng và công an tỉnh thì phải được hoàn chỉnh cái thủ tục xây dựng các cái dự án, hoàn thiện các cái thủ tục về quyết toán đối với dự án công ty này và chuyển giao lại cho Ủy ban nhân dân phường Tàu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ cá nhân được. Hiện nay các cái thủ tục đó hiện nay đang liên quan chủ yếu là tập trung ở công an tỉnh và sở xây dựng. Còn đối với nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi mà là Ủy ban tỉnh giao lại thì thủ tục này cho Ủy ban thành phố Vũng Tàu, thì lúc đó là Phòng Tài nguyên Môi trường là cơ quan tham mưu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên ở đây là căn hộ chung cư đòi hỏi nhiều cái thủ tục liên quan đến thủ tục thuộc thẩm quyền của sở xây dựng là chủ yếu. Còn khi nào Ủy ban tỉnh giao lại cho thành phố Vũng Tàu thì chúng tôi sẽ cấp giấy theo quy trình thủ tục pháp luật. Tại vì đây là đất thuộc dự án mà xây cho các cái cán bộ công nhân viên của công an ở chung cư số 1. Thì ngoài ra thì cũng đề nghị chỗ Phòng Tài nguyên Môi trường là cái đơn vị cấp giấy có
một số văn bản đã trả lời cho công dân tại trung cư này thì có thể là thông tin thêm về các cái văn bản liên quan hoặc là các cái thủ tục có liên quan. Chính quyền địa phương giải thích thấu đáo cho công dân hiểu, nắm rõ và thông tin một số vấn đề về quy định của pháp luật. Thay mặt tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Vui tiếp thu giải đáp và thông tin một số nội dung vấn đề cử tri quan tâm. Tổ đại biểu cũng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của người dân để tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền, kịp thời xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.